nhỉ? Đông kết phượng. Đông kết phượng nhỉ? Bạn mời chị đến xem. Mong rằng là anh chị em ta hợp tác này nhá. Xuống họ khám sàng lọc, họ khám sàng lọc ở dưới, còn cái quyết định như làm việc cụ thể như thế nào thì ở dưới khu cách ly người ta khác có cái hướng dẫn các anh các chị nhá. Mình đợi từ ngày về Việt Nam, từ hôm mà bắt đầu Việt Nam ra chính sách là cấm tất cả các chuyến bay từ Trung Quốc về Việt Nam đó. Cảm xúc thì cũng rất là vui luôn. Tại mình từ hôm một tay mà lúc đó em đang bay nửa chừng gần tới Việt Nam hạ cánh tương đương nhất rồi là Việt Nam cấm bay nên tụi em không xuống được máy bay phải dòng lại Trung Quốc. Khi mà em về kiểu thôi gì nay em yên tâm rất nhiều. Tôi được về cách ly 14 ngày được khám sức khỏe tôi vẫn là yên tâm hơn. Chúng tôi làm ở bên Trung Quốc mấy người làm cùng nhau thì cảm thấy rất là lo lắng. Nhưng bây giờ thì được về quê chúng tôi cảm thấy là yên tâm. Nếu mà được cách ly 14 ngày thì tôi thấy yên tâm hơn. Mà vì tôi được khám bệnh.